Dạ, con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng ạ. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục nói về cái thằng trọng súng á cô chú ha. Cái thằng trọng súng á cô chú, thì con nói rồi là cô chú cứ để ý đi, nó không bao giờ mà nó nói những cái gì mà nó nói trên cộng đồng mạng mà nó làm đâu. Vì bản thân nó là không chịu làm, nó làm vẫn được. Ví dụ đi hồi đó đi, không có tiền không có làm ăn được, nhưng mà khi người ta cu mang, người ta giúp đỡ 2 lần cả tỷ bạc thì cũng có số vốn làm ăn không cô chú. Còn cái này nó cũng tiêu tan hết, nó ăn xài, có nghĩa là nó không chịu làm ra tiền. Rồi bây giờ nó lên kênh Bình Đựng bắt đầu nó mồi chài đó cô chú. Nó nói là bây giờ mất hết rồi, giờ 2 giờ là mấy quý chứ, ước mà bây giờ mà có như vậy đó thì nó sẽ lại là làm lại từ đầu. Nó là nó có cái động thái nó mồi chài đó cô chú, thì không gài cô chú thấy không, nó vẫn tiếp tục nó mồi chài, nó mồi chài, nó có tiền nó làm cái này cái nọ. Rồi nó cho con nó đi học nghề này nghề nọ. Con nói cô chú nè, một người bình thường, một người cha người mẹ mà thật sự muốn con mình có một cái nghề để nó tự nuôi bản thân của mình á, thì khi mà nghe cái câu chuyện có người ha là ủng hộ như vậy để lo cho con mình, hồi đó tới giờ nó cũng nhục đầy mình phải không cô chú, nó đâu còn gì đâu mà nó sợ nhục sợ nhã đâu đó. Thì người ta tức tốc rồi, người ta cuống cuồng lên rồi, kệ mình đã ăn mày rồi thì mình chấp nhận mình hy sinh mà ăn nhục thêm lần nữa để cho con mình để cho con mình là có cái nghề đó. Nhưng mà mình đưa ra đó nó đâu có thèm, nó đâu quan tâm đâu cô chú, tại vì nó không có làm. Ví dụ như hổng gài mà nó nói bên kênh nó đi mà nó mồi chài đi, đây là cô chú nào cho tiền đi phải thông qua nó là nó lấy nó nhận à. Rồi cái chuyện con nó có đi học hay không đi học, rồi có đóng tiền học hay không học, không hay không học ra là nó dựng cảnh được nghe cô chú nghe. Nó dẫn lại tới tiệm luôn, nó gạt gẫm, nó nhờ người ta nấu vậy giả bộ đóng vậy để quay lên rồi á tắt cái điện thoại xuống là nó lấy tiền lại rồi. Cái chuyện gì mà nó không dám làm, cô chú nhớ nói gì anh ca không, từng gạt cộng đồng mạng, từng gạt khán giả. Cái vụ mà đưa cho con cái nó đi học đó, nó có con nữ đại gia quận 7 đó, camera quay nội bộ tới trường rồi tắt camera xuống là quay về, là bắt đầu là 4 5 đứa nó lội về nhà, nó nhốt mấy đứa nhỏ ở trong phòng, nó sợ là làng la xóm lên thì nghe cộng đồng mạng tao phát hiện. Con nói cô chú nó lừa đảo lắm, mình nghe mình xem những cái câu chuyện khoan khoan từ từ cô chú, không có gấp gáp gì mà phải phải dội vàng cho. Còn biết bao nhiêu trường hợp thì mình cũng không chịu đựng được, thấy cái cảnh bé Linh nó khổ, nó không có cha ruột ở bên, không có mẹ ruột thì không lo lắng gì, ông bà nội thì sống chung bên ông bà nội ghẻ với cha ghẻ mà không có lo lắng gì đó, thì mình động lòng thôi cô chú. Vì cái tình người với con người, vì hai cái tấm lòng nhân văn của mạnh thường quân tính giúp đỡ đó cô chú, thì mình cũng cũng lên mình nói đó. Nó thì muốn cho con nó học thì liên lạc, nhưng mà nó cũng đâu có quan tâm đâu cô chú. Có những lúc đó là cô chú là mình đặt phải đúng chỗ đó, chứ không có phải mà cái lòng tốt của mình đó mà mình đặt tầm bậy tầm bạ nó không có nhận đâu, mà nó còn nó chửi mình đó cô chú. Cô chú thấy rõ ràng không, đó, cái gia đình của con trọng súng trong bà tòa te là nó phớt lờ đi đó. Còn mình ở đây mình là người dưng nước lã thôi, nhưng mà có đôi lúc của cô chú mình như vậy đó mình cũng mừng thầm, mình vui giùm nó không cô chú. Còn nó đâu có quan tâm, không có quan tâm, nó chỉ biết lôi con nó ra mồi chài, rồi nó lên trên cộng đồng mạng nó nói dóc nói xàm, rồi mỗi ngày nó sống mà nó trốn đầu này đầu nọ, tại vì hỏi tiền của mấy cái người mà cho thuê đó cô chú, cho góp tiền đó. Mỗi ngày mà nó không có tiền ra vô nó góp người ta là nó trốn chui trốn nhựa, nó đi đầu này đầu nọ vậy đó, rồi nó phớt lờ, rồi nó giả bộ nó đi đây đi đó, nó quay phim YouTube làm YouTube này YouTube nọ. Cô chú thấy nó gì nên cả không, hai thằng nó giống hệt với nhau. Bây giờ cái vụ án ở Kiên Giang sát bên đó, tụi nó đâu có đi quay đâu đó mà xạo xạo lên trên cộng đồng mạng, bắt đầu đăng nghe ầm ầm đi quay trường hợp này trường hợp nọ gì. Nó chủ yếu là có thằng Trọng đi theo rồi quay thằng Trọng súng xàm xàm đăng lên đó cô chú. Chứ con nói cô chú thằng Trọng súng với thằng Nanh Ca, hai thằng là nó sống nó dựa vào nhau mà cô chú, nó coi nào mơ mốt là nó có chuyện rồi. Vậy nó lùm xùm rồi, ví dụ tiền thông tiền nông rồi chứ không phải đâu. Không rồi cô chú thấy thằng Nanh Ca với thằng Trọng súng không, đâu có quay nhau đâu. Để từ từ đi cô chú, rồi cô chú coi cái phim còn dài lắm. Đối với thằng Trọng Súng hay cô chú ha, chỉ mới bắt đầu thôi, còn đối với mình quá mệt mỏi thôi cô chú. Phần 1 phần 2 ôi rồi nó mệt mỏi, nó gì cái lũ này nè, nó diễn tối ngày, nó diễn mà con nói cô chú nó diễn dở, nó diễn riết rồi ha, không ai tin tưởng chân mạnh thường quân, người ta quay lưng hết trơn rồi ha, mà còn lại tiếp tục diễn. Cô chú thấy nó xàm không, diễn xàm không, thậm chí cái câu chuyện của nó với bà tòa te đó cô chú. Bây giờ con phân tích cái khúc này cho cô chú nghe.
Nó khi mà bà tò tay à, á là bà nói á, với ông Phúc có năm chuồng chó rồi đó ha, có năm chuồng chó lên nó nói đó là có mạnh thường quân, tức là con ngu một quận bây giờ đó cô chú, á là kêu là tách thằng trọng súng ra. À, từ trọng súng này nọ gì đó thì người ta mới giúp thì rõ ràng. À, bà tò te bà nói giường Lanh Ca, cô chú thấy cái đoạn ghi âm đưa lên không đó, chứ có người mẹ nào mà từ con mình mà nói chuyện hay vui vẻ như vậy. À, là chủ yếu là gạt thôi, gạt thậm chí gạt con ngu một quần luôn với mạnh thường quân nào đó cô chú, thì bây giờ mình tạm nghe vậy đi, nhưng mà thật sự ra con nhỏ đó là nó không có mạnh thường quân nào đâu. À, thì bà tò te với trọng súng giường Lanh Ca đóng một vở diễn để gạt gạt một năm nhà trọ đó cô chú thấy không. Chứ con hỏi cô chú gì, có ai mà như vậy không, người mẹ nào mà như vậy không, rồi rút cuộc sau 2-3 ngày sau trọng súng trở lên là chuyện bình thường, không có nghịch không có gì hết đó. Rồi 3-4 lần sau đi lên mượn cái chiếc xe về là tính là nó bán dừa đó cô chú. Ông tò te thì không biết, gành con ông quá trời, nó mượn thôi, nó đâu có bán, nó về là nó bán cái chiếc xe đó, ông không cho mượn, ông không cho mượn thì bắt đầu ha, nó giận lẫy bả, nó thề thốt rồi ha, lên ha xe cán nát đầu nát ốc rồi hả, học máu chết gì đó. Nó mới buổi hổm 2-3 bữa nay nè, nó đi lên với một Phúc mập với cô chú Lanh Ca quay lên đó, là đi lên đó, nó có lên đó mà nó không dám xuất hiện đó, và nó sợ xuất hiện ra là lộ con ngu một quần, là biết bà tò te với thằng trọng súng thuận với nhau sẽ không có cho cái này cái nọ. Cha con nói cô chú nghe, con ngu một quần nghe cô chú nghe, nó cho được nghe, nó đòi được nghe cô chú nghe, nó không có biết nhục là gì đó cô chú nhớ không. Cho cái lo cũng đòi, cho cái này cái nọ đòi lại hết. Thì con hỏi cô chú nè, nó cho tiền đóng tiền nhà trọ chưa xài tới mà nó có thể nó điện mà chủ nhà trọ lấy lại bất cứ lúc nào đó. Cho nên bà tò te với thằng trọng súng bây giờ giả bộ đóng cái vai mẹ con nghịch nhau, nhưng mà thật chất thằng trọng súng nó lên nó nói đó, nó có nghịch gì đâu, vẫn nói chuyện bình thường thôi, chẳng qua là không muốn xuất hiện lên trên cộng đồng mạng chung này nọ thôi cô chú. Nhưng mà hai mẹ con người ta bình thường, cái con kia già mà nó ngu, nó cứ nghĩ là cho là số tiền như vậy là bắt bà tò te là phải nghe lời theo nó này theo lời nó nọ. Con nói thật sự cô chú, trong bụng của bà tò te với ông tò te, ông chữ già, con già này nó ngu, nghĩ mẹ con người ta làm sao gì số tiền có bao nhiêu đó mà bắt người ta phải từ nhau phải không cô chú. Đó thì kệ, thằng Lanh Ca nó đã nói rồi, nó nghe không nghe thôi cô chú. Nó nói là ai mà lo cho thằng trọng súng rồi ha, là chỉ có ngu mới lo nó, thì nó ngu rõ ràng, nó ngu không, nó lo đã rồi bây giờ nó lên nó tố cáo con trọng súng này trọng súng nọ, bởi vì là mình chữ nó là ngu là đúng đó cô chú. Trọng súng ha, giờ ha, lên trên cái kênh của thằng Bình Định á, ngưng xuất hiện bên kênh Lanh Ca vài bữa đó cô chú, đó giờ xuất hiện bên kênh của Bình Định rồi cô chú thấy không, nó cũng thiên khơi, nó cũng nhắc lại cái số nợ cũ, nó thiếu này thiếu nọ mà nó hoài, năm này sang năm nọ vẫn còn thiếu, rồi nó lôi ra là vợ con nó sanh đẻ này nọ. Con nói cô chú nó không có trách nhiệm con mẹ đâu cô chú, nó nợ nần chồng chất, sanh con nó ra có 17 ngày là nó bỏ trốn nợ, là đi xuống ghe biển là nó trốn nợ đó, chứ không phải nó đi ghe biển gì con đó cô chú. Nó ba hồi là đường cùng đó, là nó đi xuống ghe biển để tiền ở nhà cho vợ con nó này nọ đi ha, cái quay qua hỏi gì chứ bây giờ cũng đường cùng nó xong đi, cái nói gì là cô chú nói mắc cười lắm. Bây giờ con nó còn nhỏ, nhà có mương, nó bây giờ phải ở nhà chừng, chứ giờ phải đi không có được đó, giờ không có ai coi nó. Cô chú thấy nó xạo không, nó viện cớ lý do à, nó của nó cô chú gì đó. Rồi ha, hỏi thì sao không cho thì bán với số này với số nọ, thì nó nói xe cộ không có gì chết, trời ơi cô chú ơi. À, không lẽ nó làm cái gì mà đến nỗi mà nó ra đường nó sợ xe đụng, chắc ăn nói thịt thường hay sao phải không cô chú. Mình không phải mà mình gủa xả nó cô chú, mà cô chú thấy nó rõ ràng không, những cái chuyện mà nó nói ra phi lý. Tại sao Tú Linh với bà già vợ nó vẫn đi được mà sao tại sao vợ con nó đi không được, cô chú thấy không. Thằng trọng súng nói chung là nó có muôn vàn lý do để mà nó lèo lái, nó lạng lách cô chú. Nó hay lắm, cái miệng nó hay lắm. Rồi ha, kể cái vụ ông đó, có ai mà bắt ông mà bắt ở trên đường chánh hả, cái tiếng đường quốc lộ ha, cho ngay chân trung tâm thành phố, giống bộ họ nó đi bắt không cô chú. Người ta bắt ông, người ta bắt ở trong rừng, ông rú còn chưa thấy gì mà bắt ha, con nói cô chú ha. Người ta đâu có rảnh thời gian đâu, người ta quay đâu. Nó còn trọng súng, nó chỉ diễn cho Lanh Ca thôi, để cho Lanh Ca có thức phim đưa lên thôi, chứ nó có lo làm ăn gì đâu cô chú ơi. Mà cái ổ ong là nó bắt một lần, nó nói chừng cả ngàn lần trên cả trăm clip gì đó. Nói hay hay sợ, chuyện gì cũng biết làm, hay rồi ba hồi mua bán điện thoại được.
nó lên kênh nào cũng vậy, nói chung là nói xung quanh cái câu chuyện gia đình, tiền nong rồi thiếu tiền trước, hụt tiền sau, rồi phải góp sách, rồi nói chung là vẫn mồi chài thôi cô chú, không có khác cái chỗ nào hết, nó cũng chỉ qua là cái câu chuyện mồi chài thôi. Nó quen rồi, nó ăn sung mặc sướng, nó quen, nó xài tiền sang tới bình định dấu yêu nó còn nói đó, khi mà có tiền thằng này nó xài sang lắm cô chú, dòng hả mà hả play cam ha, mà nó mua là chơi nó thì thôi con thua rồi, chỉ cái thú vui của đại gia thôi cô chú. Nó rồi nó mua gì ôi tầm bậy tầm bạ, cô chú nhớ cái vụ nem không? À, nó mua ăn mà đặt 50 nem nó ăn đó, cô chú thấy nó xài sang không? Cái bị bắt gặp, bị mấy cái kênh YouTube cái con TT Bình Định rồi nè, cái đó nó mua nó bán ha, cái nó chia lại này nọ đó, trời ơi nói ha, nó nằm tối ngày vợ chồng đó không có làm gì ra tiền, chứ cầm điện thoại là lên trên cộng đồng mạng là đặt đồ không cô chú. Sang giàu mà sang, có không biết hay giữ gìn, không biết tích góp, không biết xài ha, thà tiện hà tặng, bởi vì con nói cô chú ha, ha là vừa tội đó cô chú, nó xài sang vậy nó vừa, có nó không biết giữ thì nó gán chịu, chứ ai đâu mà lo cuộc sống nó hoài phải không cô chú. Nó gia đình nó cũng lớn hết rồi, thậm chí tuổi tác nó còn lớn hơn mình nữa, chứ đừng nói chi mà mình này nọ gì nó cô chú phải không đó. Tại sao mà ai cũng lao động nhỏ lớn bé gì đó, người ta sống mà ta phải lao động, ta mua bán, ta làm ăn, ta lo cho con cái người ta, còn chỉ có gia đình nữa thôi cô chú. Cô chú thấy gia đình nữa không? Không có ai chịu làm chứ gì mà hay, lên trên cộng đồng mạng nói như người thành đạt đó cô chú, giọng súng nó không biết nhục thật sự luôn trời. Bà to te thì thôi luôn, bà cũng vậy, miệng quang giờ lòi ra cô chú thấy không đó. Bây giờ cũng vẫn còn thiếu tiền ta, rồi chúng chui chúng nhủi đâu có trả hết đâu cô chú. Nên ca ủa thằng giọng súng nghe là nó nói cái clip kia là nó chính xác, nó chỉ trả cho cô Hương thôi, trả trong âm thầm rồi ôm mớ tiền đi, cho nên bây giờ dù có tiền dư đi nữa cô chú cũng không dám về chỗ ở, cho nên phải núp ở trên Hà Tiên đó. Chứ con hỏi cô chú ơi, về tới quê hương Kiên Giang thì mừng muốn chết, mắc mớ gì không về nhà cũ mà phải đi đầu này đầu nọ ở nhà trọ vậy, trốn chui trốn nhủi vậy đó, trốn chui trốn nhủi mà quay ầm ầm. Con hỏi cô chú con nợ nó kiếm không, yên tâm đi đó, bà tò te từ từ ta cũng kiếm cái đòi nợ, cô chú không có bỏ qua đâu, tại vì còn xuất hiện lên trên cộng đồng mạng thì người ta còn đòi. Nhưng trọng súng đó, hai ba bữa là có người đầu là trốn, hai ba bữa người đầu là trốn, nó sống như vậy đó cô chú, như giọng súng vậy đó, nó sống ha màm, nó sống mà nó không có trách nhiệm với gia đình rồi, nó không có trách nhiệm ha với cộng đồng vậy chứ cô chú. Bây giờ nó là đang gánh nặng của cộng đồng nè, bây giờ ít nhất mình không làm được gì cho xã hội thì mình phải cái gia đình mình phải đàng hoàng để cho xã hội bớt thêm một gánh nặng không cô chú. Còn nó sống, nó sống cái lối sống của nó cô chú, hay là nó nói ha là trên trời dưới đất không mà sống vậy đó, sống mà đi tới đâu hay là gạt gẫm tới đó, rồi cờ bạc số má ăn ở không chơi tối ngày đi lên trên cộng đồng mạng không, rồi kêu người ta nói, mình nói năm này sang năm nọ mình cũng mệt cô chú, nhưng mà sao cũng phải nói. Nó làm á cô chú, nó làm mà nó nói trời ơi nó sẽ cập nhật tình hình này cái trên này trên nọ rồi á, nó đi quay YouTube chuyên nghiệp trọng súng á cô chú, để ha nó gửi đến cho cô chú coi những thông tin mới nhất. Cô chú thấy nó làm láp không đó, cái câu chuyện chân chỗ đường Ngô Quyền hẻm 27 đó, sao mày không đi đi, sao mày không đi quay đi đó. Tao nói thiệt với mày á, tụi tao mà ví dụ như mà tụi tao hay mà đu trên hay làm đồng tiền YouTube hay thì cái mày hay gần đây tụi tao đi quay rồi, nên tụi tao không cần đó. Còn mày đó, mày làm YouTube chuyên nghiệp sao mày không đi quay, mà không cập nhật tình hình mấy cái trên đó giùm tao cái đi, hỏng gầy gần đó là sao rồi. Mày đặt xạo gần sát thằng trọng súng luôn đó cô chú, đi có chút xíu tới đó mà nó không đi đó. Đó, mày có phải mày xạo mày láo không? Chẳng qua mày với thằng Lan Ca chủ yếu là nó quay mày thôi, đặng cho mày lên mày nói xàm nói xạo này nọ vậy thôi, chủ yếu là người ta coi mày xàm đến như thế nào và gầm cầu thẳng tiếng khi nào á, là như vậy thôi, người ta tò mò thôi, người ta coi, người ta ghét mày như cứt chứ có ai mà thương yêu gì mày không. Thế mày thấy người ta có yêu thương gì mày không? Người ta yêu thương mày thì người ta giúp đỡ mày rồi đó, mày thấy có ai giúp giết gì mày không? Mày nói dốc, mày nói láo, mày nói xạo, biết người ta nói mày, người ta trở mặt hết. Những người ân từng giúp đỡ mày, ta cũng quay lưng hết đó, mày thấy không? Còn đừng nói chi mà tụi tao này, tụi tao nọ, mày thấy những người bảo vệ mày không bây giờ đó, tại sao không ra mặt bảo vệ mày đó đi? Đó, mày coi thử đi. Đó, người ta cũng quá nản rồi, nói dốc, nói láo, biết quen. Ham ăn, ham nói, lên trên cộng đồng mạng nói chuyện, trời ơi, mình là một cái thằng thất bại trầm trọng trong công việc, ngoài xã hội, trong gia đình. Đó. Cũng không ai tôn trọng mình hết, mình coi lại bản thân mình thử coi. Mà lên ngồi nói như đúng rồi, lên nói cười cười ca hát nghêu ngao như thằng khùng vậy cô chú.
Thật sự luôn, thằng này con không hiểu nó ảo tưởng như thế nào mà nó hả, là nó nghĩ nó nổi tiếng cô chú. Con hỏi cô chú nổi tiếng gì mà kỳ vậy, mà toàn ta ném đá không vậy. Đi ra đường đám đông á, là ta gặp ta chậu chai nước không đó, thì ta hỏi mày, mày thử mày nổi tiếng cái chỗ gì mà mày hãnh diện, mày tự hào, mày coi lại cái người nhà của mày thôi coi, ai mày cũng đem lên trên cộng đồng mạng mày ăn xin ăn xỏ ăn mày hết. Thì ta hỏi mày, gia đình của mày kìa, mày mày nhớ không, mày nhớ mà bên nội mày chưa à, hồi lúc trước là có lên kênh Anh Tăng Lang Thang Sài Gòn đó, là người ta cũng nói về cái gia đình mày đó, nó người thân của mày luôn đó, người ta nói đó chứ đâu phải hả mà người dưng nói đâu. Chửi ai cũng được, chửi càng nhiều càng tốt, nhưng mà đừng có lôi gia tộc, tại vì người ta là cũng mà một trong cái thành viên trong gia tộc, người ta không chấp nhận ông tò te à, đi lên trên cộng đồng mạng ăn mày ăn xin, trong khi đó hả là người ta hả dân người ta cũng đi làm việc đó, mà lên làm thấy xấu hổ dòng họ không đó, lên lôi hả, lôi lên hả, nói chuyện hả, khùng khùng điên điên không ông tò te hay cô chú em. Hồi lúc trước á, mà mỗi ngày ha, mà ông xàm xí lên trên cộng đồng mạng, lúc đó con chưa có làm YouTube chứ con làm lúc đó, thì con dạch keo cô chú coi, trời ơi ông nói khùng nói điên nói gì tào lao bắt xế không cô chú. Ông tò te là cũng cái dạng thiên khơi thích nổ, thế này mình nè, mình đang thất bại trầm trọng này, có cái nhà không giữ được ở tuổi xế chiều gần đất xa trời vậy rồi, mà mình hay ho gì mình tự hào gì mình khoe chiến tích mình, rồi mình nhận con riêng gì, nhận vợ lớn vậy, ôi tùm lum hết trơn cô chú, thấy không, thấy nhục nhã không đó. Ổng có trách nhiệm con mẹ với con cái, là thậm chí con ông đẻ ông đi lên 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 giờ hả, ổng bỏ ha, ông bỏ cù bơ cù bớt ha, nhầm khi giờ còn con ghê nữa đó cô chú, ổng nổ tới bảy bà vợ luôn mà. Thì cô chú thử hỏi ha, ông già này bậy bạ không mà lên trên cộng đồng mạng khoe nó phe để cho người ta hả bắt chước chống theo ổng hay sao ha, mấy cái chuyện đó là bây giờ là ông đang ở sống ở đất nước Việt Nam rồi, là chỉ là cái chế độ là một vợ một chồng thôi, mà ông bảy vợ gì đó, ông coi lại con người của mình thứ ấy đó, là người ta ha đã kỳ thị rồi mà ông lên ông nổ, ý là ông ông đàn ông ông có tiếng ông danh hài tò te hay danh là gì, ổng chỉ là một cái thằng mà con nói cô chú đi theo cái đòn là đóng cái vai quân sĩ đó, bán vé rồi gom vé gì cũng ổng luôn đó, kêu quân sĩ đâu là ổng dạ vậy đó, mà ông hở ông nổ rồi cô chú đó, ông danh hài ha, danh hài biết sao mà người ta đặt là danh hài không, danh tiếng người ta lừng lẫy kìa, nó như danh hài Bổ Chung vậy đó, nó danh hài Thanh Nam đó, danh hài Hồng Tơ đó, ông có phải là danh hài không, ông ai mà danh hài tò té, tò té là một cái thằng hề, nó thằng hề của một cái đoàn xiếc, một cái đoàn gánh hát mà ở nông thôn của cô chú, hát là toàn ngoài ruộng ngoài đây thôi, thậm chí cái bóng đèn ha còn phải là đèn bình nữa đó cô chú, cô chú coi phim cô chú biết đó, mà lên đó trên đó nổ nổ ai như tò té không, già cũng chẳng có nên nết, bà tò te thì cũng không có nên thân nên hình gì, thằng chồng súng bởi vì nó mới như vậy thôi cô chú. Con nói thiệt cô chú coi thử đi, nhà mình ha mà ha ở đâu đó ha, ngăn nắp này nọ thì không có đến nỗi như gia đình chồng súng đâu, cha mẹ nói thì con không có nghe lời chứ, thậm chí ông tò te ông nói ông hỏi thăm con ổng như là một cái người xa lạ luôn vậy đó, chứ không phải là người cha dạy con cô chú. Thôi cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú, hẹn cô chú vào clip sau. Thì con có bán khô cá lóc đồng, khô cá lóc 260 một ký, khô ba nắng một ký là phí ship là 30k, cô chú nào mua 2 ký thì con miễn phí ship ở trong nước Việt Nam mình nghe cô chú. Dạ cô chú nào có mua thì liên hệ với con, số điện thoại con ghim trên màn hình.